10 vai diễn hot nhất màn ảnh chung, Dương Tử bại dưới tay Tiêu Chiến Thành Nghị. Vai diễn tiểu yêu của Dương Tử trường tương tư hot là thế, nhưng vẫn không đọ được thời ảnh Tiêu Chiến phim Ngọc Cốt Giao. Cùng với danh sách những bộ phim Hoa ngữ hot nhất quý 3 năm 2023, top 10 nhân vật vai diễn phổ biến nhất quý 3 năm nay trên Mao Zan cũng đã được hé lộ với nhiều thứ hạng gây bất ngờ. Dẫn đầu bảng xếp hạng vai diễn có điểm nhiệt độ cao nhất trên Mao Zan chính thức gọi tên thời ảnh Ngọc Cốt Giao do Tiêu Chiến đóng chính với 10.432 điểm. Theo ngay sau là Thịnh Dương, cũng của Tiêu Chiến trong bộ truyền hình Hiện Đại Nắng Gắt Bên Tôi. Xét về sức nóng bia miệng, dường như cả Ngọc Cốt Giao và Nắng Gắt Bên Tôi đều có phần nép vế hơn đôi chút so với Trường Tương Tư hay Liên Hoa Lâu của Dương Tử và Thành Nghị. Thế nên khi bảng xếp hạng này được công bố với nhiệt độ cao nhất mà nhân vật thu về trên Mao Zan, nhiều dân tình không giấu nổi sự ngạc nhiên. Tuy nhiên họ vẫn gửi lời chúc mừng đến Tiêu Chiến, bởi suy cho cùng cả hai vị trí cao nhất bảng đều nằm gọn trong tay nam thần đoạn tầng của làng giải trí chung. Lý Tương Di, Lý Liên Hoa của Thành Nghị trong phim kiếm hiệp Liên Hoa Lâu xếp ở vị trí thứ 3, với điểm nhiệt độ cao nhất đạt được 10.201. Thành công của Liên Hoa Lâu có được ở thời điểm hiện tại chính là nhờ sức mạnh nội tại, nội dung hấp dẫn lôi cuốn cùng dàn diễn xuất tốt của Thành Nghị và Sean Cast. Dự án phim này ngay từ lúc ra mắt đã bị chính nền tảng chiếu EQG ngó lơ, không tuyên truyền cũng chẳng có hành động quảng bá nào nhằm giúp Liên Hoa Lâu có thêm nhiệt. Chắc hẳn sự bứt phá này đã khiến EQG sửng sốt không lường tới. Hạng 4 trong top 10 vai diễn hot nhất quý 3 năm 2023 gọi tên tiểu yêu tiểu lục của Dương Tử phim Trường Tương Tư. Ngoài ra, Tương Liễu do Đàn Kiện Thử đóng cùng Đỗ Xuân Cảnh Đặng Vi cũng được điểm mặt gọi tên. Dù kết quả có hơi khiêm tốn, lần lượt đứng ở vị trí thứ 9 nhiệt độ 9.821 và 10, nhiệt độ 9.817. Điểm nhiệt độ nhìn chung không chênh lệch quá nhiều. Một số cái tên khác cũng xuất hiện trong top 10 như Vân Thâm Thành Nghị Gió Nam Hiểu Lòng Tôi, Vân Vi Sam Ngô Thư Hân Vân Chi Vũ, Nhậm An Lạc Địch Đệ Nhật Ba An Lạc Chuyện và Tổng Diệm Dương Dương Khỏi Lửa Nhân Gian Của Tôi.